ASEAN mong muốn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ủng hộ nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành khu vực vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này khi dự hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 24 diễn ra chiều nay. Trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã cho thấy khả năng phối hợp kịp thời, hợp tác linh hoạt, hiệu quả. Một lần nữa khẳng định thế mạnh của ASEAN cộng 3, nhất là khả năng ứng phó khủng hoảng trong khu vực. Thời gian tới, ASEAN cộng 3 có những thách thức, đó là phải xác định COVID-19 còn tồn tại, cần tập trung hợp tác nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh, chủ động kiểm soát, nhất là tự chủ vaccine, thuốc điều trị, công nghệ, giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Có giải pháp phục hồi doanh nghiệp, nâng cao tay nghề cho người lao động ở các nước ASEAN. ASEAN sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong chuyển đổi số, với các nước, nhất là với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chúng tôi mong hợp tác ASEAN cộng 3 tiếp tục đóng góp tích cực cho duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực. Mong các đối tác cộng 3 ủng hộ nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành khu vực vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trước đó, tại hội nghị cấp cao ASEAN-Australia thường niên lần thứ nhất, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo sẽ tặng thêm 10 triệu liều vaccine COVID-19 và 124 triệu đô la Úc cho các nước ASEAN. Từ tháng 11 năm 2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine là Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất. Trước mắt thì sẽ tiêm tại các địa phương đã trải qua giãn cách xã hội, có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, học sinh nghỉ học kéo dài. Tại cuộc họp với 19 tỉnh phía Nam ngày hôm qua 26 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh sẽ không để cho các tỉnh phía Nam nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh thiếu vaccine, đặc biệt là trẻ em cần được triển khai tiêm sớm để các em sớm được trở lại trường học an toàn. Để chúng ta sẽ chia làm hai đợt. Đợt 1 sẽ tiêm cho các địa phương mà có cái tình hình dịch hiện nay đang nóng và những cái địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian qua. Và cái vấn đề thứ ba ấy là cái vaccine dùng trong đợt này thì xin báo cáo chỉ đó là vaccine của Pfizer BioNTech. Cái này đã được cấp phép và đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng cho cái tiêm cho trẻ em. Thế còn vấn đề thứ tư là cái tổ chức cái chiến dịch tiêm ấy là chúng ta sẽ tổ chức tương tự như chúng ta đã tổ chức. Mặc dù có lứa tuổi từ 15, 16, 17 nhưng mà chúng ta vẫn cứ buộc là phải tiêm cho lứa tuổi 17. Thế sau 16 xong chúng ta sẽ lấn xuống 15. Việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được thực hiện trước với trẻ em từ 16 đến 17 tuổi với các điểm tiêm tại các trạm y tế xã phường, các trường học, các trung tâm y tế và các bệnh viện đối với đối tượng trẻ có bệnh nền và béo phì. Ý kiến của chúng tôi là bây giờ tập trung tiêm cho các tỉnh khó khăn trước bởi vì lý do là các tỉnh này các cháu học sinh đã phải nghỉ một thời gian dài. Bây giờ mình ưu tiên tiêm trước cho các cháu mà thực ra so với các tỉnh khác cũng chỉ trước khoảng đến một tháng là cùng thôi. Tới đây mình sẽ cố lo đủ vaccine. Thì câu chuyện tiêm vaccine với trẻ con, với trẻ em thì đương nhiên nó cũng có phần, nó không độc lập hoàn toàn, nhưng nó cũng có phần độc lập với việc đi học lại. Phó Thủ tướng cũng cho biết, ngay trong tuần tới, lượng vaccine sẽ về đủ. Các địa phương nhanh chóng có phương án để triển khai tiêm càng sớm càng tốt. Có như vậy mới có thể trở lại trạng thái bình thường mới một cách an toàn. Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 8 mục tiêu tạo lập niềm tin số, nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về an toàn thông tin mạng tại hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng Việt Nam Security Summit 2021. Đây là sự kiện thường niên được bảo trợ bởi Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và IEC Group phối hợp tổ chức. Theo báo cáo về chỉ số an toàn an ninh mạng toàn cầu GCI 2020, Việt Nam đang xếp thứ 25 trong 194 quốc gia, thứ 7 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 4 khu vực ASEAN. Tại lễ khai mạc, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa ra 8 mục tiêu an toàn thông tin trên không gian mạng, bao gồm duy trì thứ hạng thứ 25 trên thế giới và hướng tới thứ hạng 20 về chỉ số GCI. Mỗi người dân sẽ có một hiệp sĩ bảo vệ. Mỗi cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp có một đơn vị chuyên nghiệp để bảo vệ. 100% các cơ quan đảm bảo an toàn thông tin theo 4 lớp. Bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin 11 lĩnh vực quan trọng. 100% người sử dụng tiếp cận nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin. Tỷ lệ thông tin tiêu cực dưới 10%. Các sản phẩm công nghệ thông tin đạt 100% chủng loại. Việc xây dựng niềm tin số là một yếu tố then chốt và quyết định để đảm bảo cái sự thành công của quá trình chuyển đổi số quốc gia.
thì rõ ràng là chúng ta không thể tuyên truyền hết tất cả mọi người dân đều cần phải nắm một cái kho kiến thức khổng lồ về những cái nội dung liên quan đến tấn công mạng cũng như lừa đảo trực tuyến. Đấy là lý do tại sao chúng tôi cố gắng đưa ra cho mỗi người dân một công cụ để người dân tự có thể bảo vệ mình một cách chủ động. Thống kê trên thế giới cho thấy có 900 cuộc tấn công mạng, có 5 mã độc mới sinh ra trong mỗi giây, phát hiện 40 điểm yếu, lỗ hổng mỗi ngày. Việt Nam cũng là nước có tỷ lệ nhiễm mã độc và hứng chịu những cuộc tấn công thuộc nhóm cao trên thế giới. Các thiết bị dễ bị tấn công nhất thường là điện thoại di động, thiết bị IoT, modem nhằm chiếm quyền điều khiển. Với cái thủ đoạn tấn công này thì tin tặc đã đạt được nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu là tống tiền. Và xu hướng này thì dự đoán sẽ tiếp tục được sử dụng. Và chúng ta cần phải có nhiều giải pháp hữu hiệu hơn nữa để phối hợp, để ngăn chặn. Vietnam Security Summit 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28 tháng 10, bao gồm một phiên báo cáo chính và 3 phiên hội thảo chuyên đề về các vấn đề liên quan như điện toán đám mây, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu và hệ thống thông tin doanh nghiệp. Diễn ra tích cực với đà tăng lan tỏa toàn thị trường. Thị trường ghi nhận sự bùng nổ về giao dịch cũng như là khối lượng của nhiều nhóm ngành, đặc biệt là sự bứt phá mạnh của nhóm chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng và dầu khí. Nhiều yếu tố tích cực đã giúp cho VN Index tăng hơn 31 điểm, vượt đỉnh lịch sử trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư. Sự tích cực ngoài mong đợi của thị trường trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 10 diễn ra trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lần thứ tư dần được kiểm soát. Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực. Ngoài ra, kỳ vọng về gói kích thích kinh tế quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng được cho là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường tăng vượt đỉnh lịch sử. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VN Index đóng cửa tăng mạnh 31,39 điểm, tương đương 2,26%, lên 1.423,02 điểm. Qua đó thiết lập đỉnh cao mới trong 21 năm thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam. Có cái cầu mới sẽ được sắp được có thể là sớm được tung ra trong thời gian tới với cái quy mô tối thiểu là có thể bằng với lại cái gói kích cầu mà đã thực hiện ở, cho đến thời điểm hiện tại của năm 2021 rơi vào đâu đấy khoảng quanh 2%. Thì với cái 2% GDP thì với những cái động lực đến từ gói kích cầu như vậy thì nó tạo ra cái sức cầu rất lớn và tạo ra cái tâm lý hưng phấn cho nhà đầu tư. Và tổng thể thì tất cả các yếu tố đấy thì nó đã tạo ra một cái phiên bùng nổ cho thị trường trong phiên ngày hôm nay. Một tín hiệu tích cực khác trong những ngày gần đây là xu hướng bán ròng của khối ngoại đã có phần chững lại và thậm chí trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại đã trở lại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn với thị trường. Chúng ta đã tiêm chủng được cho 72 triệu người, thì họ có rất nhiều cơ sở để tin tưởng rằng là sự tái mở cửa nền kinh tế của chúng ta sẽ là một sự tái mở cửa lâu dài. Thứ hai, thì hiện giờ chúng ta cũng bước vào cái giai đoạn là quý 4, thì đây là thường cái thời gian các quỹ nước ngoài sau thời gian bán tái cơ cấu danh mục trong tháng 9, tháng 10 thì họ cũng sẽ bắt đầu quay trở lại để mua cổ phiếu. Cho nên tôi đánh giá là lực mua của nước ngoài ngày hôm nay không phải là lực mua một phiên mà nó có sự duy trì kéo dài trong nhiều phiên tới. Trong những báo cáo gần đây, nhiều tổ chức đã đưa ra quan điểm lạc quan về kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo dự báo của Dragon Capital, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 có thể ở mức 2-2,4% do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19. Tuy nhiên, con số khiêm tốn này sẽ là tiền đề cho sự tăng trưởng vượt bậc, dự báo 9,6% vào năm tới. Đại biểu đã tranh luận khá gay gắt về dự thảo nghị quyết một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Nhiều đại biểu cũng cho biết rất nhiều địa phương cũng đang dục dịch tìm những vấn đề riêng, những điểm riêng của mình để xin cơ chế đặc thù. Và có thể Việt Nam sẽ có 63 cơ chế đặc thù cho 63 địa phương khác nhau. Làm sao để cơ chế chính sách đặc thù không trở thành cơ chế xin cho được nhiều đại biểu đề cập. Cử tri và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ cho rằng đoàn đại biểu quốc hội và lãnh đạo địa phương có yếu kém không? Tại sao không xin được cơ chế cho địa phương? Dễ gây hiểu lầm trong cử tri và nhân dân. Vì sao có địa phương có chính sách riêng, trong khi nhu cầu cuộc sống của người dân và cán bộ là như nhau. Tờ trình của chính phủ tại kỳ họp này khi đề cập đến tỉnh Thanh Hóa cũng nhấn mạnh, Thanh Hóa từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước. Có hay không sự chồng lấn về vai trò đầu tàu hay động lực tăng trưởng của miền Trung trong trường hợp này?
Các địa phương hưởng đặc thù sẽ đóng vai mới như thế nào trong chiến lược liên kết vùng hay vẫn là một trong 63? Từ cái luật thủ đô ra thì 62 tỉnh thành còn lại chung một cái nền tảng pháp lý. Mà nếu như chúng ta không tạo cái hành lang riêng cho mỗi địa phương có tiềm năng lợi thế thì chúng ta khó thể kích hoạt cho họ phát triển theo cái lợi thế tiềm năng. Mỗi tỉnh trong cả nước ai cũng có đặc điểm của riêng mình, mà sau khi có tổng kết thí điểm của các tỉnh này có thể cho lan rộng ra một số tỉnh khác sẽ không công bằng với một số tỉnh nhỏ lẻ khó khăn riêng. Cho nên tôi đề xuất thay vì cho cơ chế riêng mỗi tỉnh thành thì nên ban hành nghị quyết vùng sẽ phù hợp, tránh so bì giữa các tỉnh với nhau. Nghị quyết này ban hành thì tôi cho là đây là một cái cơ hội, không chỉ thách thức mà là cơ hội cho những người lãnh đạo, cho những người đứng đầu đấy, có năng lực, có tài năng, dám nghĩ, dám làm. Nhưng mà đồng thời cũng qua cái việc đó có thêm chế tài này, có thêm những cái quy định về trách nhiệm này của người đứng đầu thì khẳng định với các tỉnh và thành phố còn lại là đây không phải là cơ chế xin cho, mà đây và là gì, phải có bản lĩnh thì mới dám xin cơ chế đặc thù. Các địa phương chúng ta là điều kiện khác nhau, trình độ phát triển khác nhau và khả năng phát triển nó cũng sẽ khác nhau. Nên nếu mà tạo nên một cú hích thì cho các cái địa phương mà có cái tiềm năng lợi thế phát triển nhanh lên được thì cần phải có một số cơ chế chính sách đặc thù. Thì cái chủ trương này thì là vừa để đảm bảo cái phát triển của các cái vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực làm đầu tàu để phát triển, nhưng mà cũng phải là quan tâm hài hòa với các địa phương khác. Có đánh giá đầy đủ những lợi thế khi các tỉnh thành phố được áp dụng cơ chế đặc thù, có phát huy được những lợi thế dư địa của địa phương mình để vươn lên đóng góp cho quốc gia và hỗ trợ chia sẻ cho các địa phương trong vùng đang khó khăn hay không. Từ tổng kết thí điểm qua đó, chúng ta mới có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để nhân rộng ra một số địa phương khác mang tính vùng miền để đảm bảo tính công bằng, không ảnh hưởng đến vấn đề xin cho, bất bình đẳng. Theo tinh thần sống chung với dịch, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó chủ yếu là người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Trước tình hình này, Đà Nẵng đang tăng cường việc quản lý giám sát việc cách ly tại nhà, đảm bảo không để dịch lây lan. Trạm y tế phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là một trong những cơ sở y tế giám sát cách ly tại nhà người trở về từ vùng dịch. Sử dụng nền tảng mạng xã hội giúp chính quyền linh hoạt quản lý người cách ly tại nhà thuận lợi hơn rất nhiều. Trạm y tế giám sát qua các app như là Zalo, Messenger, điển hình là ở trạm thì tổ chức là gọi hoặc là nhắn tin cho các trường hợp này và yêu cầu mở cái hình để mà mình thấy được cái hình họ lúc đó họ đang sinh hoạt như thế nào. Ngoài tận dụng những ứng dụng phổ biến như Zalo, Facebook để giám sát, các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn thường xuyên đến tận nhà kiểm tra đột xuất, đảm bảo người cách ly tuân thủ chặt các quy định về phòng dịch. Ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 7, chị về ngày 18 tháng 10, chị về đây cũng đã tiêm 2 mũi rồi. Mũi thứ 2 là ngày 25 tháng 9. Thì về đây thì chị ở sinh hoạt ở trong phòng, cũng đeo khẩu trang thường xuyên, thực hiện 5K, không có giao tiếp với người trong gia đình. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cách ly tại nhà đều có ý thức chấp hành tốt về phòng dịch. Thậm chí, ngay từ chính quyền địa phương cũng có sự lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ trong khâu tiếp nhận, quản lý người trở về từ vùng dịch. Đáng nói, đây là nguyên nhân khiến Đà Nẵng phát sinh ca mắc COVID-19 mới sau gần 20 ngày không có ca cộng đồng. Chắc bây giờ thì quản lý địa phương là phải có một phần trách nhiệm trong đó. Nhưng mà quan điểm từ đầu là vẫn là ý thức người dân, tại vì bây giờ là rất là nhiều đối tượng về địa phương mà anh không chấp nhận, anh không tuân thủ quy định thì anh đi thì nhiều lúc là không thể mà giám sát anh 24/24 một lần được, tại vì xã hội bây giờ là mở rồi, bình thường mới rồi. Đề nghị là các quận huyện và xã phường, các anh thành lập một cái tổ để xử lý cái việc này, chứ cũng không có thể nói chung chung được. Vì đây là nhiệm vụ bây giờ quan trọng nhất trong bối cảnh này. Mặc dù không có công kết, nhưng mà công kết bằng miệng, anh phải tuân thủ các quy định là về công tác tự cách ly ở nhà.
Và nếu mà anh ra ngoài, anh ra ngoài mà anh lây nhiễm mà nhưng anh không đảm bảo các cái yêu cầu về công tác phòng dịch thì cũng phải xử lý. Cần công tác kiểm tra theo công văn 7009 mà chúng ta sẽ chấp nhận cái việc này. Các chuyên gia dịch tễ cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch từ người di cư về địa phương nếu không làm tốt công tác kiểm soát, cách ly. Các địa phương cần sẵn sàng kịch bản ứng phó khi có ca bệnh một cách linh hoạt, sát với thực tiễn. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Phó Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông Vận tải là phải khẩn trương hoàn thành các công đoạn còn lại của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, bàn giao cho thành phố Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm nay để đưa vào khai thác sử dụng. Về vấn đề thu phí không dừng, Phó Thủ tướng nêu rõ giải pháp này mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự thuận tiện, lợi ích, văn minh, tiết kiệm. Tuy nhiên đến nay thì công việc này chưa đạt yêu cầu đề ra. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải cần quyết liệt hơn nữa, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để sớm hoàn thành, khẩn trương lắp đặt hệ thống thu phí không dừng đối với các trạm còn lại từ nay đến hết tháng 11, hoàn thành ký hợp đồng, chọn được nhà thầu. Phấn đấu đến tháng 3 năm 2022 lắp xong toàn bộ tất cả các trạm trên hệ thống đường cao tốc toàn quốc. Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết mặc dù hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 năm 2021 giảm sâu so với cùng kỳ do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng tính chung trong 10 tháng qua, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 13 tháng 10 năm 2021, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã làm thủ tục thông quan cho trên 2,4 triệu tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa với tổng trị giá hàng hóa là trên 102 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt 44,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,88% và tổng giá trị nhập khẩu đạt 58,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Như vậy là cán cân thương mại hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh trong 10 tháng qua nhập siêu khoảng trên 14,6 tỷ đô la Mỹ. Hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, lợi trước mắt, hại lâu dài là cụm từ được đại biểu Quốc hội nhận xét trước tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong thời gian qua. Vì vậy, nhiều đại biểu đề nghị cần sớm xem xét sửa đổi quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bởi đây là thực tế đáng quan ngại, có thể dẫn đến phá vỡ hệ thống bảo hiểm xã hội, gây ra rủi ro với chính người lao động trong tương lai và tạo thách thức lớn trong thực hiện mục tiêu mở rộng bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội đất nước. Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng. Số liệu được cung cấp tại phiên thảo luận chiều nay cho thấy, năm 2020, con số này đạt 860.741 người, tăng hơn 6,6% so với năm 2019 và tăng gấp 2 lần so với số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng thêm của năm 2020. Điều này có nghĩa là cứ một người tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội thì có 2 người rời hệ thống. Theo Hiệp hội An sinh Quốc tế và Tổ chức Lao động Quốc tế, các quốc gia có hệ thống bảo hiểm hưu trí giống như Việt Nam đều không cho hưởng bảo hiểm xã hội một lần trước tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp định cư ở nước ngoài hay bị bệnh hiểm nghèo. Một số quốc gia có cho phép hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng phải thỏa mãn điều kiện về độ tuổi, cần phải có quy định hạn chế việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đề nghị sửa đổi theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo thời gian giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu, giúp người lao động dễ dàng đạt được điều kiện để hưởng lương hưu. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần là nhu cầu thực tế của người lao động có đời sống, thu nhập khó khăn. Dự báo, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng cao trong các năm tiếp theo. Vì thế, để thực hiện mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội một cách bền vững nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Sớm sửa luật bảo hiểm xã hội, thực hiện các giải pháp đã được nêu tại nghị quyết số 28, thực hiện các nội dung cải cách về xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng hướng đến bao phủ toàn dân, sửa đổi điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt, nhằm giảm số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, điều chỉnh cách tính lương hưu, bảo đảm kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng, hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững, tăng sức hấp dẫn và tính liên kết giữa các chế độ bảo hiểm xã hội. Đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ, sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đảm bảo đúng quy định tại nghị quyết số 28. Về chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tính đến cuối năm 2020, tổng số tiền chậm đóng là trên 12.000 tỷ đồng. Tăng gần 20% so với năm 2019. Có đại biểu đề nghị cần sớm có giải pháp khắc phục khi khó áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với các trường hợp chây ì, chậm đóng.
Tôi đề nghị cần đánh giá và phân tích kỹ nguyên nhân và xác định rõ đối tượng để từ đó có giải pháp phù hợp và đặc biệt quan tâm xem xét các đối tượng nợ đọng bảo hiểm ở khu vực cơ quan hành chính nhà nước để chúng ta có giải pháp thực hiện. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đảng đoàn thể, kinh phí đóng bảo hiểm xã hội được trích từ nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp hàng năm. Cần phải có rà soát công khai các doanh nghiệp, người sử dụng lao động chậm nộp, trốn đóng bảo hiểm xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát. Rất tiếc rằng trong báo cáo cũng chưa phân tích sâu và chỉ ra được những nguyên nhân của việc này. Theo tôi, các cơ quan tham mưu của chính phủ cần nghiên cứu các giải pháp như việc phân định các nhóm doanh nghiệp, đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội do ảnh hưởng bởi các trường hợp bất khả kháng như dịch bệnh, v.v. được hưởng các chính sách hỗ trợ hiện hành và được chậm đóng. Còn đối với các trường hợp cố tình chây ì, kéo dài thời gian chậm đóng, có hành vi trốn đóng, cần áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính và sớm có kiến nghị, giải pháp khắc phục việc khó xử lý hình sự khi có dấu hiệu của tội phạm. Một số ý kiến khác đề nghị để tránh tình trạng trục lợi y tế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, số lượng người nằm viện giảm, các cơ sở y tế hụt thu, cần thắt chặt kiểm tra, giám sát để không phát sinh nhiều trường hợp lập khống hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế.